bật nến nơi bạn sống thật với nỗi sợ và nỗi đau. Hello em. Hello, hello Dustin. Bây giờ anh cần em sẽ chọn một trong hai. Một là một người che chở được em. Hai là một người êm để em ôm nằm ngủ. Thì em chọn ai? Ủa thí dụ mà cái người mà che chở được mình là không em. Người ta che mình rồi, mình đâu có dựa đâu người ta đâu. Người ta có thể sương gió, người ta có thể cằn cỗi một chút thì cũng êm đi, nhưng mà không êm bằng người này. Các bạn này có thắc ngơ nè. Thích à, ừ giống nè. Đó, là do nguyên bài. Ok. Chỉ lựa gì thắc ngơ nha. Cho một cái được không? Ok, khập. Long time. Long time no okay. See. You good? Cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp nhau. Alright. Lần cuối cùng gặp nhau là bao lâu trước đây, Nu có biết không? Chắc cũng lâu lắm rồi đó. Anh xuất hiện trong một cái show của em để mà có thể dẫn dắt những cái câu chuyện trong cái đêm nhạc đó, những cái đêm cảm xúc đó. Và thật sự đêm đó ngoài cái việc mà mình phải tập trung về mình hát, Dustin cũng là một người dẫn dắt những cái cảm xúc của khán giả rất là khéo léo. 2-3 năm rồi đó. 4 năm. 4 năm luôn rồi hả? 2020. Từ đó là mình mới có cơ hội để gặp lại nhau và mấy lần cũng có theo dõi những cái series Dustin on the go. Ừ, thấy có vẻ khách mời đến chia sẻ nói chuyện rất là gần gũi, và những cái câu chuyện nó mang một cái độ sâu sắc rất là lớn. Vì vậy cho nên ngày hôm nay ngồi ở đây thì cũng chưa biết chuyện gì sẽ đến, nhưng mà hy vọng là câu chuyện mình cũng inspire được mọi người, cũng sẽ có những cái điều thú vị để mọi người cũng có thể lắng nghe. Uống trà đi. Đây, hôm nay là mình ở đây là mình có Twinings trà của anh. Mời em. Mời. Mình phải nhấp giọng chứ. Yeah. Mình uống theo kiểu anh, mình uống sao? Ok, anh lấy cái dĩa mình cho em nè. Cái bên đây mình cũng có gọi là bánh ngọt và một chút đồ finger food. Đó là một cái phong cách châu Âu theo kiểu trà chiều, high tea. Thì để sẵn giới thiệu cho em cái nơi mà mình đang ngồi là La Bella Cafe and Lounge. Ở số 1 đường số 16 Thảo Điền. Thì chỗ này nó có một cái phong cách châu Âu cổ kính. Nó vừa là cà phê, nó vừa là lounge. Là buổi sáng thì có cà phê, buổi chiều có một chút cồn chiêu chiêu. Tùy em muốn gì, ở đây cũng có. Và Dustin rất là cảm ơn La Bella Cafe and Lounge đã cho tụi mình mượn cái không gian này để bật nến. Bật nến nó đã diễn ra vào đầu năm 2024. Để đánh dấu một cái thời kỳ mà Dustin bước từ bóng tối ra ánh sáng. Nó đã chữa lành cho Dustin từ tập đầu tiên cho tới tập này là tập số 10. Vậy thì mình sẵn sàng bật nến, bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ok. Có một đêm tôi xin ngồi nghe lại tuyển tập những ca khúc nhạc trẻ của Nu Phước Thịnh. Thì mình mới thấy, thời thanh xuân của tụi mình nó hiện lại ở trong đầu của anh. Lúc mà anh còn chạy xe máy chở đi vòng chơi. Đó là một giai đoạn vô cùng là gọi là máu chiến, máu lửa. Thời đó còn làm người mẫu, đi cùng với tất cả những anh em bạn bè đồng nghiệp để mà ăn uống đồ này kia các kiểu. Cái xã hội thời đó mọi thứ nó cũng rất là nó đơn giản, không có bị quá phức tạp như bây giờ. Mình đi chơi chỉ là mình chạy xe máy vòng vòng ngoài đường đi chơi đó, không cần phải xe hơi đồ hiệu hay là một cái quán xa hoa nào. Đúng rồi, mọi thứ nó cuốn nhau quá xa, nó cuốn đi cả những cái ký ức của thanh xuân. Nhưng mà chúng ta vẫn may mắn là thời 8x9x của chúng ta vẫn có những cái cơ hội để mà chúng ta lao đầu ra ngoài xã hội, lao đầu ra ngoài cuộc sống để mà chúng ta trải nghiệm tất cả những cái thăng trầm của cuộc sống. Thấy nó hay đó chứ, nó dạy cho chúng ta lớn lên, nó làm cho chúng ta trưởng thành hơn rất là nhiều. Và Nu có nói với Dustin là em muốn chữa lành.
nghe bật nến thì mình có hỏi là show chữa lành phải không, có chữa lành không, để mình cùng biết tâm thế của mình. Tại vì mình sẽ chuẩn bị một cái tâm thế, thí dụ đến một cái show mà nói chuyên về những cái câu chuyện xoay quanh công việc, cuộc sống, lúc đó mình lại ở tâm thế mình chia sẻ khác. Thì vì vậy cho nên là lúc này khi Dustin mời thì nó mới có câu hỏi là có chữa lành không, để biết là mình cũng có một chút kinh nghiệm chữa lành thì mình đến với show mình cũng có thể share với mọi người. Ở đây sẽ có đầy đủ những cái hương vị mà sẽ giúp cho Nu được giải trí vui vẻ, có ngọt, có cay, có đắng, có chua, có thanh. Hy vọng là chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết chương trình. Vậy thì trước khi bắt đầu thì Tin sẽ nói trước, là Tin nhìn vô camera, Tin sẽ nói, Tin hứa là Tin sẽ đi cùng Nu và khán giả đến hết chương trình ngày hôm nay. Và tới lượt Nu. Chắc chắn rồi, khi mà đã ngồi đây là đã xác định một điều là sẽ có những cái bất ngờ, cũng sẽ có những cái mình rất là tâm tư. Nhưng mà chắc chắn mình ngồi đây để mình xem là cái buổi trò chuyện này nó sẽ thú vị như thế nào. Nu cũng sẽ đi đến cùng với show, cùng với Dustin. Yes. Are you ready? Okay. Bạn đang nghe Bật Nến Podcast của Dustin On The Go. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một phần mở màn rất là Dustin On The Go, đó là chơi game. Trò chơi này là trò chơi hai điều thật một điều xạo. Ok, dễ em mà. Em đã chơi trò này chưa? Chưa bây giờ. Ít có chơi với ai, ít có bạn bè không có chơi với ai. Vậy hả? Ba câu của Dustin nha. Câu đầu tiên, nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp thì tôi chọn sự nghiệp. Câu thứ hai, có đêm tôi đã từng khóc ở trong club, nấc ở trong club. Câu thứ ba, tôi đã từng cầu hôn và bị từ chối, sau đó tăng tương tác với đối phương. 60 giây tra khảo của em bắt đầu. Câu đầu là gì nhỉ? Nếu lựa chọn giữa tình yêu sự nghiệp thì tôi chọn sự nghiệp. Anh chọn lý trí hay con tim? Sự nghiệp thì là lý trí. Là anh chọn sự nghiệp đúng không? Trong ba nếu mà anh suy nghĩ câu đó anh không chọn lý trí rồi anh chọn con tim. Vậy câu đó sẽ là câu xạo. Câu đó là câu xạo, không cần nghe câu xạo. Sao vậy? Hay chính vậy? Xác là câu đó là câu xạo. Tại vì thật ra Nu Phước Thịnh biết Dustin trước đây á, khi mà Nu Phước Thịnh là một người mẫu tin thôi, lúc đó chưa có cái tên Nu Phước Thịnh, lúc đó mình cũng chỉ Nguyễn Phước Thịnh. Chính xác, mà lúc đó cũng chả ai biết tên Nguyễn Phước Thịnh là ai đâu. Người ta chỉ biết một điều là à, đây là một thằng người mẫu thôi. Có một team, những cái bạn người mẫu nam nữ chơi chung với nhau, mọi người có biết nhau. Được may mắn một cái bản thân mình quan sát người rất là hay. Bây giờ Dustin xác định với Nu và với tất cả mọi người đi, có phải cái câu vừa rồi Nu chọn là cái câu xạo không? Chính xác. Yes. Yes. Rõ ràng một người như thế này không thể nào chọn sự nghiệp được. Chắc chắn một người như thế này sẽ lao đầu. Vào tình yêu mù quáng. Câu thứ hai là clue là khóc ở trong club, nấc ở trong club, thì chỉ có chuyện thất tình thì mới là khóc ở trong club, nấc ở trong club, vì vậy không thể nào chọn sự nghiệp được. Câu thứ ba nó lại càng rõ ràng hơn nữa, khi mà mình tăng tương tác, mình quá yêu mình mới tăng tương tác thôi. Ồ vậy hả? Đúng không? Tự hỏi mình chứ sao lại hỏi dễ hả? Câu thứ ba là đúng, nhưng mà nó lại nằm trong một cái cảnh diễn của lớp học diễn xuất. Tại vì mình nụ đi. Mấy câu này mình nghĩ chắc rất đơn giản để Dustin có thể đoán được. Năm nay là live show kỷ niệm 15 năm của Nu. Sẽ có một live show kỷ niệm 15 năm vào cuối năm với một quy mô là 30.000 khán giả. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là Nu không phân biệt được trái phải và đặc biệt là không biết xài tiền. Câu thứ ba, trong tháng 7 này Nu sẽ ra mắt lập tức một chiếc MV ngay trong tháng 7 này, một anti hoàn toàn mới cho dự án comeback lần này của Nu. Mời đã xin đoán. Giờ hồi nãy xin lỗi có nghe lõm. Có nghe lõm quản lý. Nghe được gì? Nghe được là hỏi thẳng luôn là anh quản lý có nói là sẽ có một cái gì đó mới. Vậy là chơi ăn gian. Không hề, mình đâu có biết cái này nằm trong câu hỏi này đâu. Ok. Vậy mình cho câu đó là đúng. Câu đầu tiên là kỷ niệm 15 năm đi hát bằng một live concert. Một live concert vào cuối năm. Cuối năm là tháng? Tháng mấy thì cái chuyện đó là tùy duyên. Anh nghĩ là bây giờ là đã có sự chuẩn bị cho cái đó rồi, cho nên là phải có ngày giờ rồi. Thì đây là câu hỏi, còn cái chuyện mà có ngày giờ hay không thì có quyền không trả lời mà. Vậy không biết xài tiền đối với Nu định nghĩa là gì? Tại vì Nu không có khái niệm về một vài thứ. Đó, vì vậy cho nên là cái việc đó nó sẽ rất là bất cập. Anh đoán câu đầu tiên là câu xạo. Một cái concert kỷ niệm 15 năm. Thì cái việc không xài tiền và không biết trái phải là sự thật. Thấy chưa? Thấy chưa? Vậy là anh đúng rồi đúng không? Ok, đúng một câu. Câu thứ hai là nó chỉ có một câu xạo thôi, là câu đầu tiên. Có rất nhiều điều anh thắc mắc về Nu. Nhưng mà để theo format của chương trình á, thì mình sẽ có một cái bể cá ở đây, có những cái topic mà anh đã chuẩn bị sẵn cho Nu. Mời Nu bóc. Đây, ok.
Rồi, đọc lên. Nghe nhạc không nghe đời tư. Hãy cùng lắng nghe Bật Nến Podcast trên kênh Dustin On The Go cùng Núi Phước Thịnh nhé. Nếu để được chọn Nu thích được gọi nha, một là idol Nu Phước Thịnh hay là nghệ sĩ Nu Phước Thịnh hơn? Là nghệ sĩ Nu Phước Thịnh. Tại sao? Cái người nghệ sĩ sẽ sống như một sự thăng hoa trong cuộc sống vậy đó. Cái danh xưng nghệ sĩ được gọi cho những người mà luôn luôn có đầu óc bay bổng, nó không có phạm trù nữa. Họa sĩ cũng gọi là một người nghệ sĩ, một người nhào nặn ra những cái chén, những cái bát, những cái ly thì cũng gọi là một người nghệ sĩ. Cái sự khác biệt giữa người idol, mình gọi là thần tượng á, và cái người nghệ sĩ xác định làm thần tượng sẽ luôn làm hài lòng fan của mình. Mình sẽ phải sống theo cái vui buồn của khán giả. Nhưng cái người nghệ sĩ á, họ sẽ sống cho bản thân họ nhiều hơn. Và khi họ làm bất cứ cái điều gì á, dĩ nhiên cái mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là khán giả, vẫn là những người thưởng thức nghệ thuật. Và cái người nghệ sĩ đó sẽ là cái người hướng khán giả của mình theo những cái cảm xúc của mình. Ừ. Họ sẽ có cái tôi riêng của mình hơn. Có bao giờ trong tuổi trẻ mình đã từng mơ ước là một idol không? Có chứ. Cũng đã từng rèn luyện bản thân mình, tức là giống như những idol Hàn Quốc luôn luôn phải có một chuẩn mực nhất định của một idol. Nu trước đây cũng là như vậy. Trước đây Nu thiên hướng về một idol thần tượng của Việt Nam. Cái cảm giác khi mà mình là một bức tượng nó như thế nào? Rực rỡ, ngạo nghễ, sử dụng một cái ngôn từ cho chính xác là có khoảng cách với tất cả mọi người. Tại vì thần tượng sẽ luôn luôn có khoảng cách rất xa với khán giả của mình. Nhưng còn người nghệ sĩ á, thì sẽ kết nối với khán giả rất là gần và sẽ lắng nghe khán giả của mình nhiều hơn. Và khán giả cũng sẽ là những người tin và lắng nghe người nghệ sĩ đó nhiều hơn. Có cái gì mà nó khiến cho Nu cảm thấy Nu không muốn làm bức tượng đó nữa? Nó mất đi sự tự do và nó mất đi cái tôi của bản thân mình. Cái người thần tượng được đặt ở đó để chịu tất cả những sự phán xét trên cái thế giới này, thì bạn phải luôn luôn mỉm cười, bạn phải luôn luôn làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh. Vì ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ thần tượng bạn, nhưng ngày hôm sau người ta sẽ có một thần tượng khác ngay lập tức. Còn nghệ sĩ là mình định danh mình trong lòng của khán giả. Thần tượng có thể chỉ là làm được ở một số độ tuổi nhất định thôi. Hết tuổi là mình bắt đầu bị đào thải, đúng không? Chuyện tuổi tác không phải vấn đề. Vấn đề ở đây có nghĩa là khả năng của mình. Có những ngôi sao chỉ lóe sáng lên một phát thôi và chưa kịp sáng thì đã tắt rồi. Nhưng khi bản thân mình là một người nghệ sĩ, mình sẽ là người ý thức sống như thế nào, ý thức đối nhân xử thế, ý thức hành động như thế nào, sáng tạo như thế nào, thì những cái đó là những cái khán giả họ sẽ thấy từng bước đi của mình. Khi đã quyết định đi theo hướng là một nghệ sĩ, Nu đã được trải nghiệm những gì? Nu có thể chia sẻ cho Dustin nghe được không? Chăn chát với fan ở trên mạng đó. Đớt chát các kiểu, combat các kiểu. Sướng không? Sướng lúc đó thôi. Thì lúc đó là cái lúc mình bị tấn vào cái ngõ rất là cục. Lại là một cái cơ duyên để mình tìm ra được một cái lối thoát khác. Mình tìm ra được một con đường khác. Cho đến bây giờ thì bản thân mình cũng không còn quá mảy may về những điều đó trong đầu nữa. Thì mình trở thành một cái người mà đủ bản lĩnh, trải nghiệm, và mình hướng những cái điều tích cực đến cho khán giả của mình. Thậm chí mình đưa lại người đi cái điều tích cực đến cho chính cái đối tượng mà họ đang tấn công mình. Thì cái đó là cái mà đẹp nhất, tốt nhất của một người nghệ sĩ khi mà họ cảm nhận được. Cái trách nhiệm của một người nghệ sĩ khi mà họ hoạt động nghệ thuật, họ cống hiến nghệ thuật, bên cạnh đó họ cũng phải lan tỏa những cái nguồn năng lượng tích cực. Tại vì chúng ta đều phải mang với hai danh từ là giải trí. Tất cả chúng ta làm nghề đều mang đến những cái giây phút giải trí. Đó mới là mục tiêu chung. Thì giải trí ở đây có nghĩa là khán giả họ cần những cái sản phẩm, họ cần những cái giây phút giải trí nó tích cực. Khi mà những cái giây phút giải trí đó xong, họ quay lại với cuộc sống bình thường, họ quay lại với những guồng quay bình thường của cuộc sống đầy áp lực, thì bản thân họ sẽ có thêm năng lượng để mà họ làm việc. Chứ không phải là căng thẳng thức đêm thức hôm chỉ vì những cái giây phút giải trí, hoặc là chỉ vì những cái tin tức, hoặc là chỉ vì những cái điều mà nó xấu xí, nó méo mó trong cái xã hội này. Nô Phước Thịnh có một cái thói quen là không bao giờ chia sẻ những cái điều mà tiêu cực, áp lực mà bản thân mình trong cuộc sống riêng tư của mình phải chịu đựng lên trên mạng xã hội để làm gì. Tại vì nơi đó là nơi có đầy đủ những cái chiều hướng, những cái luồng dư luận nó khác nhau. Và mình luôn luôn mình đem những cái điều vui vẻ, tích cực, mình show cho mọi người thấy rằng là cuộc sống mà luôn luôn chúng ta phải đối diện với những điều đó. Anh cũng chọn đưa ra những cái tích cực trên mặt trận mạng xã hội. Và anh ít khi nào đưa lên những cái lời than phiền buồn bã lắm. Anh sợ drama. Em có sợ drama không?
Có một cái bài học rất là hay, đó là khi mà chúng ta đứng trong bóng tối á, cái bóng của chúng ta sẽ hòa với lại cái góc tối đằng sau lưng của chúng ta. Thì điều quan trọng ở đây, bản thân mình nếu e sợ nó thì cái bóng mình nó sẽ càng lúc nó càng nhỏ lại, và cái bóng tối nó sẽ to lên. Nhưng mà nếu chúng ta đối diện với tất cả những điều đó, chúng ta đủ cái inner powers, tức là chúng ta đủ cái nguồn năng lượng đó, đủ cái nội lực đó, đôi khi chúng ta điềm nhiên mà chúng ta đối diện với tất cả những điều đó. Khái niệm là cho dù có sợ thì bóng tối nó không lựa chọn để mà nó không đến đâu. Cũng sẽ đến. Ai thì cũng phải đối diện với tất cả những cái bóng tối đó, cũng phải đối diện với tất cả những sự mâu thuẫn đó. Nói vậy có nghĩa là em là một người rất can đảm để đối mặt với những cái drama nếu như có. Nếu nói với Dustin, thật ra bản thân Ngô Phước Thịnh là một cái người hơi nhát, hơi rén. Hơi rén. Trước đây cảm thấy phiền. Mình lại là người không thích đôi co, không thích giải thích, không thích đối diện. Em nói gì nữa? Nhưng mà mình thích combat thôi. Sau này thôi, bị dồn tới đường cùng mới như vậy. Thì thật ra mình thấy có nhiều chuyện nó nhan nhản mà nó thật sự rất là vô lý. Chả ai có thể dồn mình vô đường cùng đâu. Chỉ là quan trọng một điều là bản thân mình nhìn nhận cái sự việc đó như thế nào thôi. Nó ở tâm thức của mỗi người. Đưa cho anh một quả chanh đi. Nếu anh cảm thấy trời cái quả chanh này nó chua quá, nhưng nếu anh cầm cái quả chanh này anh cảm thấy quả chanh này đem đi trộn gỏi được nè, hay dắt một ly nước chanh uống trong giữa cái thời tiết oi bức như thế này, thì cái quả chanh nó sẽ phát huy tác dụng của nó. Thì cái nội lực trong người mình sẽ là cái quyết định rằng là đó có phải là đường cùng của mình hay không. Còn chuyện combat, chưa bao giờ cảm thấy một cái gì đó nó nghiêm trọng về cái việc mà phải combat. Với lại mình nói chuyện mọi thứ nó cũng rất là trên một cái tinh thần rất là vui vui thôi. Tại vì mọi người cứ nghĩ đó là combat thôi. Chắc là tại vì mình KO, đánh một phát một là gục luôn, knock out. Cho nên tốt nhất là đừng combat. Tại vì combat là chỉ có gục thôi. Ngoài việc họ được xem, nghe em hát, xem em diễn, ai cũng muốn tò mò rằng cuộc sống đời thường của em là gì. Ai cũng tò mò. Có gì tò mò dữ vậy? Em đó là đương nhiên, đó là chuyện đương nhiên. Khi mà một nghệ sĩ có tên có tuổi thì chắc chắn cái đời tư sẽ luôn là cái được mọi người chịu tò mò trông chờ. Có bao giờ em nghĩ mình sẽ hé lộ những câu chuyện về cuộc sống, một phần cuộc sống đời thường trong một cái sản phẩm nào đó của em không? Chắc là sẽ không có series đó đâu. Một cuộc sống vô cùng là nhạt nhẽo, không có một cái gì gọi là hấp dẫn hết, thì làm sao sharing được. Cái mục tiêu duy nhất lớn nhất trong Nu đó là, một là gia đình là đầu tiên, hai là sự nghiệp, that's it hết thôi. Quay quanh hai cái mục tiêu lớn đó, nó đã vờn lấy mình nó quá mất quá đủ thời gian. Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, đi làm, đi về, chơi với gia đình, quay quần. Cái đầu óc lúc nào cũng nghĩ đi cái chuyện là ngày hôm nay nên làm cái này cho gia đình, ngày mai làm cái kia cho gia đình, là quá đủ thời gian rồi. Còn lại thì có thể một cái không gian nó rất là riêng tư, enjoy tất cả mọi thứ một mình thôi. Cho nên điều này là điều mà có thể nó bất ngờ đó. Tại vì mọi người sẽ cứ expecting là sẽ có một cái gì đó thật sự là bí ẩn, một cái gì đó ghê gớm đằng sau lưng một cái cuộc sống của một ngôi sao. Mình không hay chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình lên với nền tảng mạng xã hội. Cao lắm thì cũng chỉ thấy là một ngày đẹp trời tự nhiên bỗng thấy xuất hiện trong phòng gym và tập thể dục. Xong rồi mình mới thấy được cái tác dụng của cái việc đi tập rằng là nó đem lại cho mình rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tốt. Đúng. Quan trọng là nó giết đi được những cái áp lực rất lớn trong người mình. Và trở lại với cái topic lúc đầu mà mình nói, nghe nhạc không nghe đời tư. Thì theo Nu, nghe nhạc có nên nghe đời tư không? Chút xíu thôi. Nếu vị trí Nu là một khán giả, Nu không có... không quan tâm đến đời tư người không khác. Phải, Nu quan tâm tới đời tư, Nu sao nghe nhạc. Ồ vậy sao hả? Vậy hả? Không biết nữa. Không, nhưng mà phải trả lời thật. Rất là khó để chúng ta gạt hết tất cả mọi thứ qua. Chỉ trừ khi là chúng ta quá thích âm nhạc á, nó chỉ giúp kết nối, âm nhạc nó chỉ giúp thăng hoa, chứ nó không giúp chúng ta xóa đời tư. Chúng ta đừng đem âm nhạc ra làm vũ khí để xóa đi đời tư. Đúng rồi, nó đem âm nhạc ra xóa đời tư đâu. Nhưng mà đây là nghe nhạc không nghe đời tư, đây là một excuse, đây là một câu excuse cho cái việc rằng là tôi luôn luôn cố gắng để nói với tất cả mọi người, tập lên một cái trào lưu rằng là nghe nhạc không nghe đời tư. Không ai tránh được những cái biến cố trong cuộc sống cả, nhưng khi âm nhạc đem đến á, khán giả có thể chọn nghe âm nhạc đó hay không. Người ta vẫn sẽ nghe một sản phẩm hay, nhưng người ta sẽ vẫn nhớ đến đời tư. Vì vậy cho nên không thể nào có chuyện mà nghe âm nhạc không nghe đời tư được. Bắt buộc nó giống như là một cái món side dish đi kèm vậy đó. Có thể không ăn nhưng mà nó vẫn nằm ở đó. Yes, rõ ràng. Hỏi đến đối tượng đó, người ta vẫn sẽ nói tôi không thích,
Nhưng hỏi về âm nhạc, ok, tôi nghe, tôi vẫn nghe. Việc đó là việc rất bình thường. Là bảo vệ sự trong sáng của cái âm nhạc. Không có bông tuyết nào trong sáng cả. Oh. Thì vậy cho nên đơn thuần là mình không ngồi đây để mình nói những điều này để rồi một ngày nghiệp quật cho mặt mình để mình sẽ có một cái mình mặc đồ giống một bông tuyết luôn đó. Không, vẫn có một điều gì đó điểm xuyết lên. Nhưng mà điều quan trọng rằng là cái này đôi khi mình xem ở trên mạng á, mình thấy mọi người lập nên cái trào lưu này mình thấy vui thôi. Ừ. Nhưng nó sẽ không che giấu đi đời tư của bất cứ ai cả. Đúng. Đúng không? Hãy sẵn sàng chuẩn bị một cái tâm thế là ai cũng sẽ có những cái góc khuất. Âm nhạc á, nó sẽ đẹp khi mà cái tâm hồn, cái tâm thế nó sẽ đẹp. Ừ. Vì âm nhạc nó không có tội ở đây. Âm nhạc nó không phải là vũ khí để che giấu đằng sau lưng đó một đời tư không sạch sẽ. Ý kiến chủ quan của bạn là bạn bây giờ tôi thích cái người đó lắm, vì cái người đó sống vậy mà tôi không nghe nhạc của người này nữa. Ừ. Bây giờ mình không nghe thì người khác cũng sẽ nghe rồi cũng sẽ lại nhảy mình, cũng sẽ rảo mình lỗ tai mình thì cũng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với topic tiếp theo. Về hấp dẫn đó. Được. Được không? Ừ. Sâu sắc độ đó. Nhưng mà đừng khui cái mỏ lên nha. Khui lên hồi nó nát nhiều cái cắt mỡ. Vậy hả? Ừ. Vậy không khui vậy làm sao? Nói chuyện bình thường đơn giản giản dị thôi. Nói chuyện giống như mà chiếc lá rụng hay là giọt mưa vậy đó. Nãy giờ anh có nói chuyện bình thường hiền không? Hiền hòa đồ. Thần tượng. Pha một ấm trà, ngắm nhìn hoa lá, bật nến thơm nhà. Thần tượng đối với Nu là những có những người làm hát hay nè, rồi trình diễn sân khấu nè, âm nhạc cuốn, giàu. Là phải kiếm tiền giỏi đúng không? Đúng rồi. Ví dụ đi, Nu có thần tượng là ai? Ví dụ giống như thần tượng trong âm nhạc của mình á, thì là giống như là Rihanna nè, Christina Aguilera nè, đó, rồi Blackpink, BTS, To Anyone, rồi Big Bang, rồi đó. Còn những cái thần tượng mà ngoài cái mảng showbiz đó, nói chung những cái doanh nhân mà họ thành đạt á, đôi khi mình ước, mình thích, mình không hiểu tại sao mà người ta lại thành công được như vậy. Elon Musk nè, ở Việt Nam mình có những Shark á, Shark Hưng nè, mình luôn luôn có một cái thắc mắc được là cũng như bao nhiêu người, tại sao cái bài tính của họ nó lại khác với bài tính của mình. Ừ. Trước đây có coi một cái series của một doanh nhân, ông ấy làm một cái series rất là hay, gia sản rất là khổng lồ, nhưng mà sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ và chỉ để cầm trong người 100 đô và để khởi nghiệp lại từ đầu. Và ông ấy xem là với 100 đô đó ông sẽ kiếm được 1 triệu đô như thế nào. Ông ấy bắt đầu từ những cái công việc nó rất đơn giản như bao nhiêu người khác, là đi xin việc làm ở trong những cái convenience store hoặc là ở trong những cái quầy bán quần áo đồ đó. Vì có 100 đô trong người tôi cũng không biết làm sao để mà có thể tiền mướn nhà nè, tiền mướn motel nè, tiền mướn này kia cũng đã ngốn hết bao nhiêu cái khoản chi phí của ông ấy rồi. Ừ. Thì cái cách kiếm tiền của những cái người mà họ thành công nó khác hoàn toàn so với cách kiếm tiền của những người mà gọi là như chúng ta. Ừ. Chúng ta luôn luôn chúng ta loay hoay, chúng ta chỉ biết thích. Ôi tôi thích rất nhiều tiền. Có nhiều tiền, nhưng quan trọng có nhiều tiền để làm gì. Những người mà thành công họ luôn đặt ra những cái câu hỏi đó, có nhiều tiền để làm gì. Vì lúc đó đối với họ tiền á, họ chinh phục được rồi. Họ tìm những cái thứ khác họ chinh phục. Họ tìm những cái cảm giác khác. Họ tìm những cái level khác để mà bản thân họ chinh phục đấy nữa. Mình thích nghe những cái điều surprise từ họ lắm. Vậy chứ cuối cùng nếu mà là em thần tượng họ, việc họ có thể kiếm được nhiều tiền đến như thế, thì nếu như em kiếm được nhiều tiền thì em sẽ làm gì với tiền? Thì từ đầu đã có trả lời là không biết xài tiền. Cái khía cạnh không biết xài tiền ở đây có nghĩa là đến một giai đoạn mình không còn thiếu một thứ gì nữa. Mình chỉ thiếu một cái ý nghĩa, mình chỉ thiếu một cái tư duy cuối cùng trong cuộc sống của mình thôi. Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, nhưng đối với Nu, quan điểm của Nu về cái việc mà kiếm tiền á, lao đầu vào kiếm tiền quá nhiều. Cả một thanh xuân chỉ lao đầu vào kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Tất cả mọi thứ đều có, nhưng mà điều quan trọng một điều đó là rồi cuối cùng vì cái gì, để vì cái gì. Chẳng hạn như bây giờ ngày xưa đi, chúng ta không có điện thoại. Ừ. Còn nhỏ chúng ta không có điện thoại, chúng ta thích có một cái điện thoại. Ba của Nu mua cho Nu một cái điện thoại kiểu giống như trắng đen thôi, vì điện thoại Nokia. Rồi người ta hay gọi là để tạc lon với quăng gọi đập chọi đó. Xong cái cầm điện thoại trong tay mà một cái niềm sướng rân rân. Xong sau đó lại thấy người ta có một cái điện thoại nắp gập. Nắp gập mà trắng đen thôi đó. Thì cũng ước có một cái điện thoại nắp gập trắng đen. Xong đến một lúc có một cái điện thoại trắng đen nắp gập, thì lại ước
có điện thoại màu, nắp gập. Rồi từ từ cái nhu cầu nó lại tăng lên. Cho đến một ngày trong tay chúng ta có thể mua hẳn một cái dòng điện thoại rất sang, rất xịn, rất mới. Nhưng để rồi làm gì? Hết vui. Thì nó cũng là cái điện thoại thôi mà. Thí dụ với những người mà họ có mục đích để mà họ khai thác cái điện thoại đó, họ sử dụng hết tính năng của cái điện thoại đó. Và luôn chắc chắn 100% là có nhiều người bây giờ không sử dụng hết tính năng của một chiếc iPhone nữa kìa. Trong khi một cái đứa low tech như mình thì cũng chỉ để nghe gọi đập chọi thôi, cầm cái điện thoại thôi thì 14 làm gì, 15 làm gì, 16 làm gì, 17 làm gì, 18 làm gì. Rồi xe, ngày hôm nay thích chiếc này, hứa với lòng là chỉ chiếc này thôi. Ngày xưa là chỉ ước có một chiếc xe máy thôi, thì là có được một chiếc xe Dream. Mà lấy xe Dream đó là của mẹ, mẹ đi làm xong mình lấy mình đi học. Đó là cũng chỉ thích viết ga với bạn bè rồi các kiểu. Cho đến một ngày đẹp trời bỗng trở thành đại sứ của Audi, có hẳn một chiếc xe Audi. Chiếc xe đầu tiên lại là một chiếc xe của luxury brand kiểu Audi các kiểu. Rồi Audi rồi lại Mac, Volvo, Bentley. Càng lúc mọi thứ nó càng nhiều hơn như vậy, nhưng rồi cuối cùng để làm cái gì? Vì mình cũng không phải là người mê xe. Mình có nhiều xe và cũng chạy con chiếc xe. Mình có rất nhiều cái giường, cũng nằm con cái giường. Dustin có bao giờ đặt ra những câu hỏi đó trong cuộc sống của mình không? Mình chưa bao giờ mong muốn có một chiếc xe hay là có nhiều hơn một chiếc giường. Vậy thì mình mong muốn có một người yêu. Yes. Và nhiều hơn một người yêu. No. Chỉ một và một, và mình đi tìm cả cuộc đời. Đến khi có người yêu rồi sao nữa? Hạnh phúc. Là đủ rồi đúng không? Yes. Ok. Thật sự á, tiền mình không giữ trong người. Mình đưa hết cho mẹ mình. Mình không có giữ tiền gì trong người cho. Ngay cả cho đến bây giờ mình 36 tuổi luôn mà mình cũng không giữ tiền nhiều trong người. Vậy. Anh đưa cho mẹ. Nhiều khi phải xòe tay xin. Chẳng hạn như nhiều khi có nhiều cái mẹ cho con 100.000 mua tô bún ăn thôi, cho 100.000 mua tô hủ tiếu ăn thôi. I xích thế thôi. Đủ rồi, đối với mình vậy là đủ. Chứ giữ tiền trong người nhiều cũng không biết để làm gì. Cho nên anh mới đoán cái câu đó ngay lập tức. Cái câu mà em nói là em không biết xài tiền là nói đúng. Chắc là giống nhau. Tư duy giống nhau. Thì có những người trong cuộc sống tư duy giống nhau. Nhưng mà nói như thế cũng không có đồng nghĩa là chỉ trích và phản pháo những cái tư duy đi kiếm tiền ở ngoài kia của tất cả mọi người. Lao động kiếm tiền là tốt. Mình lao động một cái gì đó, mình được nhận cái đồng tiền lương của do chính mình làm ra, mồ hôi nước mắt, thì mình cảm thấy rất là vui. Nhưng điều quan trọng, vui một ngày, vui hai ngày, vui ba ngày, xong rồi đi càng xa thì mình lại càng cảm thấy, rồi vậy cuối cùng cái ý nghĩa của cuộc sống mình đang đi tìm cái gì? Thì bởi vì vậy, ý nghĩa của cái topic thần tượng mà Dustin nghĩ tới, thần tượng của Dustin nha, là gia đình. Khi càng lớn rồi mình mới thấy những người gần trong gia đình của mình mới là những người mà mình thật sự thần tượng vì cách họ đã sống, nuôi mình và yêu thương. Nu có một người thần tượng trong gia đình như thế không? Ví dụ như anh nha, anh sẽ thần tượng nhất là ông ngoại của anh. Một người tạo cảm hứng cho anh là người đàn ông của ngày hôm nay. Từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, từng bài học. Mình thương đủ thôi, chứ mình không thần tượng. Mình đây là cái tấm gương rõ ràng nhất cho gia đình của mình. Bất cứ một người nào bên ngoài nhìn vào, xong qua mình, họ sẽ đánh giá được gia đình của mình như thế nào. Giáo dục, sinh hoạt, những cái truyền thống nề nếp trong nhà sẽ như thế nào. Người trong gia đình của mình cũng bình thường thôi, chứ không có phải làm một cái gì đó quá gọi là inspire mình. Nhẹ hả? Mình lại vô tình được inspire từ những điều ngoài xã hội hơn. Khi nói chuyện với bạn bè ai cũng nói là Nu đi đâu cũng nhắc về mẹ. Mình thương mẹ mình thương bố mình thương bà nội mình thương ông bà của mình. Thì đại khái nó chỉ ở một cái mức độ, một cái tình thương, nó lan tỏa mọi thứ thôi. Tại vì nuôi dạy con cái thì như nhau. Cha mẹ nào cũng muốn con cái của mình sẽ có những cái hướng phát triển tốt. Và cha mẹ nào cũng muốn mình là một tấm gương để cho con cái của mình học hỏi theo. Thì cái điều đó là một điều rất bình thường. Khi mà nói đến gia đình, mình nhớ đến một cái chữ nữa là lập gia đình. Lập gia đình. Trong lúc mà anh nghe cái tuyển tập nhạc trẻ của Nu Phước Thịnh á, có một cái bài mà đang cái playlist, nhưng không có một bài mà anh kiểu giật mình, đó là bài Mãi Mãi Bên Nhau. Mãi Mãi Bên Nhau có một cái câu rất dễ thương, baby will you wanna marry me, alright. Mà anh nghe cái giọng của Nu hát lúc đó anh thấy nó hân hoan, và anh cũng thắc mắc có khi nhắc cái bài này coi chừng bị đánh bản quyền á. Nhắc thôi chứ đâu hát. Mới hát xong. Dạ. Yeah. Biết cũng được. Nu có bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình không? Có chứ, cũng thích. Dĩ nhiên, một độ tuổi nào đó
thì mình sẽ phải yên ổn về việc gia đình của mình. Nó còn là một cái hậu phương thật là tốt. Mình nhìn gia đình kiểu mẫu bên ngoài kia mình cũng thấy rất là thích, mình cũng hào hứng. Mình có bao giờ nghĩ tới là mình sẽ có một cái kế hoạch về việc đó không? Thứ mà mình nghĩ tới là khi mà mình kiểu có gia đình rồi, mình sẽ đưa gia đình đi đâu chơi, xong rồi kiểu, tại vì mình cũng nhìn thấy nhiều cái gia đình ở ngoài kia hay đi chơi rồi quay vlog với nhau, rồi xong rồi sinh hoạt với nhau rất là vui, thì mình nhìn thấy mình rất là thích, mình rất là muốn. Nu có phải là người của gia đình không? Nếu mà thật sự mình bước vào trong một giai đoạn, cái chặng đường để mà làm một người của gia đình thì chắc chắn mình sẽ là người của gia đình. Lúc đó mình sẽ lập tức trở thành người của gia đình. Vậy cái lý do mà mình chưa bước vào giai đoạn đó có phải là vì mình chưa sẵn sàng rời bỏ hào quang? Không. Hay là mình chưa sẵn sàng rời bỏ vòng tay của mẹ? Không luôn, mọi thứ như vậy đó, mình đã sắp xếp handle gọn gàng hết trơn mọi thứ rồi. Chỉ là mình chưa tìm được một đối tượng nào đó thật sự để mà mình nắm lấy. Tại vì mình lại là người không muốn vì quá tìm kiếm, bấn túng, không muốn vì quá cô đơn mà nắm nhầm lấy một bàn tay nào đó. Ừ. Là đúng không? Đúng đúng không? Mình cũng đâm sầm vô nhiều bức tường đó, mình cũng nhưng mà mình lại không đủ bản lĩnh để mình đâm sầm vô Dustin. Sai vừa thôi. Sai nhiều quá không còn chỗ để những cái vết thương đó đâu. Và bản thân mình khi ở ngoài kia, mình đặt quá nhiều những cái vết thương. Công việc, cuộc sống, gia đình, tất cả mọi thứ nó đem lại cho mình quá nhiều cái vết thương. Mình không còn đủ chỗ để mà để cho một cái vết thương, cho một mối quan hệ nó đã bước vào. Mình cũng là tiếp người mà cho phép bản thân mình được lựa chọn chứ. Bạn đang nghe Bật Nến Podcast của Dustin On The Go. Em biết không, anh thích cái cảm giác chơi game thiệt. Yeah. Ồ. Cái... Nhưng mà tại vì bật nến trước giờ nó mang một cái màu nó hơi chữa lành, hơi chiêu chiêu đúng, đúng không? Đúng, đúng, cho nên anh sợ người ta bị sốc khi mà anh bày trò chơi ra anh chơi. Tại vì anh chưa bao giờ bày trò chơi ra cho những khách mời khác, biết đâu người ta còn quỷ ma hơn. Nhưng mà anh xui rồi, tại vì em không phải là cái đứa quỷ ma đêm mà anh chọn bậy rồi. Nhưng mà em xui rồi, em đã bước vô cái set này rồi thì giờ thì em ok làm gì cũng... Thì dĩ nhiên thì em sẽ đồng ý, thì đã chơi thì chơi cho tới cùng. Đúng. Chơi. Dời. Liều ăn nhiều, luật yeah. Chơi đã rõ chưa? Ok ạ. Rồi, mời em... Uống hả? Không, bóp. Bây giờ mình tù xì đi. Ai thắng thì được thách trước. 2, 3. Ok. Ủa, ê xí. Vậy là chưa ra gì đó. Tại vì nếu mà đã nắm 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 này á, thì lúc xuống là phải ra cái gì đó. Còn cái này xuống là chưa ra. Cây búa thì lúc nắm này lúc đánh nó cái này là cái nắm chứ không phải cây búa, tại vì khi mà cái này chỉ có tính round 2 thôi, tức là round 1 là phải ra cái này hoặc cái này. Bây giờ em muốn mấy round? Một round thôi, nhưng mà ý là thí dụ round đầu thì không nên ra cây búa, hiểu không? Ok. Luật ở đâu vậy? Hồi anh có tuổi thơ không? Tuổi thơ anh là muốn ra anh có gì coi Doraemon với Conan không? Tuổi thơ là ra bị đập là thua. Cho làm lại luôn á, một lần duy nhất. Một. Em ra cái gì? Trời ở đâu ra? Một, hai, ba. Trong 30 giây bạn kể được bao nhiêu cách khen một món ăn? Dustin sẽ có thể kể được 5. Này 6. Ừ. Hơn một cách là hơn rồi. 7. Thôi nói đi. Nhường anh đúng không? Ừ đó. Trong 30 giây bạn có thể kể được bao nhiêu cách để khen một món ăn đúng không? Ok. Bắt đầu nãy giờ 30 giây rồi đó. Ngon quá. Ừ. Đã quá. Ừ. 10. 9. 8. Thơm quá. 7. Đẹp quá. 6. 5. 4. Bự quá. 3. Nhỏ quá. 2. Thích quá. Yêu quá. Hết giờ rồi. Ủa gì kỳ vậy? Khán giả coi show này dễ bị dislike lắm á, uống đi. Thơm. Ngon. Cảm ơn Tâm Mì, ngon quá. Thì là nãy có ngại có khen ngon không? Có. Ngon quá, thích quá, yêu quá. Không có ai khen đồ ăn mà yêu quá hết trơn á. Đồ ăn đẹp quá, yêu quá. Yêu những quái đồ... thì mới có yêu quá. Những cái đồ không để ăn mà chỉ để nhìn luôn. Đồ cúng. Đúng rồi. Đúng. Đẹp đúng không? Mình khen cái mâm đồ cúng nó đẹp quá. Hồng vậy. Trong 30 giây, bạn kể được bao nhiêu câu nói khen người yêu mình xinh đẹp, nhưng không được dùng câu em xinh đẹp quá? 5
6 7 Mời em. Ngon quá. Yummy yummy. Hả? Sexy quá, hấp dẫn quá, cuốn hút quá. Ồ vậy hả? Đôi mắt mê hồn quá. Mới đi sửa cái này hả? Mới đi sửa okay, là... good. Là khen đó hả? Ồ. Tham cái rồi. Mới đi sửa cái này là một lời khen đó hả? Thử coi, thử người ta đi sửa mà mình không khen coi. Vậy hả? Ừ. Ok. Ủa? Cái game này dễ dàng với em có vậy no? Không, ít khi chơi game lắm cho nên là không thể nào dễ dàng được. Anh có nghĩ, em có nghĩ là anh nhường em không? Không, em nghĩ là anh đang hại em, anh đang cố hại em thì đúng hơn. Trong 30 giây bạn kể được bao nhiêu cách diện lý do đi làm trễ? 6. Cái hả? Chà, mình không hay đi làm trễ cho nên mình không có biết. Ok, nhào vô đi. Ok, đầu tiên là mình đi toilet bị đau bụng á. Thứ hai nữa là make up chưa tới. Thứ ba nữa là quần áo bị rách. Thứ tư nữa là mình bị cảm. Thứ năm nữa là mình ngủ muộn. Thứ sáu đường kẹt xe. Đi làm mà cho đau bụng. Đau bụng là chuyện trời tính. Không đi làm anh hay bị đau bụng lắm. Anh hay ăn bậy bạ. À giống như nãy là đang quay là cắt sụi là để đi. Không, anh đi nãy đi số 1. À số 1 ha. Còn khi nào đi số 2 thì nói gì nữa, rồi tiếp đi gì nữa. Ờ đường kẹt xe ok tính này. Đường kẹt xe ngủ muộn thì mình nói thiệt, nhiều khi mình bị ngủ quên. Nhưng mà lý do đó có chính đáng, lý do đó có được accept không? Thường cái lý do đó có được accept không? Có chứ. Bao nhiêu con người ở đây mà vì ngủ muộn thôi hả? Thì cùng lắm thì chịu lương thôi. Ờ ok, tiếp đi. Thí dụ như mình có make up mà make up làm chưa xong. Tới muộn, bình thường make up lúc nào nó cũng lâu hơn. Vậy không đổ thừa cho make up được, làm ăn phải có tâm lên. Thì mình cũng bị chiều lương. À thôi vậy thôi được rồi. Ở đây uống, chơi phải có người uống người không. Đúng. Ok mà đúng không? Ok mà. Rồi tiếp. Khi một người ế quá lâu liệt kê những cách để mau có bộ. Ai thách? Em thách. Em 3 thách. Cái 4 cái 5 cái 6 cái ấy đi. Ok. 6 cái để hết ế đúng không? Chống ế, chống ế. Lên mạng đào app về chống ế nha. Ok. Thứ hai là đi quán bar, đi một mình là sẽ có thể gặp bạn nhân tình. Thứ ba là có thể 30 giây thôi nha. Chỉnh sửa. Chỉnh sửa gì? Chỉnh sửa cái gì đó trên người đi để cho mình tự tin hơn, như nãy em nói đó. Dễ có bồ hơn đúng không? Chưa chắc. Làm gì có chuyện chỉnh sửa là dễ sẽ dễ có bồ. Thì có thể chống ế được, nói chung là vậy. Từ từ mà chưa được hoàn chỉnh thành hoàn chỉnh. Tiếp theo là mình có thể gì ở đang hăng say. Tiếp đi, thì cứ kể tiếp đi. Đó, cho phép kể tiếp. Một con người ế lâu quá thì kể tiếp đi. Anh biết tại sao em không có trả lời được cái này không? Sao vậy? Em không có cách nào hết trơn, em vẫn đang ế mà. Thôi vậy để em bày cho em nha. Ok. Tỷ lệ phần trăm đau, áp hẹn hò gì đó là được bao nhiêu phần trăm? Anh không thể thống kê được tất cả mọi người, nhưng mà anh thống kê được bản thân anh là một cái quẹt mà thôi mà thành công luôn đó. Xuất sắc vậy ta. Rồi gì nữa? Đi bar. Đi bar một mình. Đi bar một mình thì sao? Nè, anh kể câu chuyện của anh gặp người yêu. Đi bar. Và anh hôm đó là Halloween. Anh ăn mặc như là một slutty joker. À, tại sao nữa? Cuối cùng là gặp người yêu trong đó. Rồi anh vừa mới nói là quẹt cái gì mà quẹt app hẹn hò mà. Sau đó phát hiện ra là chúng ta đã match với nhau. Ôi, anh không biết nhưng mà người ấy biết. Trời ơi, vậy là tình nó bị tình sử. Xí sao con này nó rách lạ quá vậy mấy đứa ơi. Kỳ trái hả? Đừng. Kỳ trái hả? Ai vậy? Anh làm rách hả? Không, nó có cái tổn thương của nó. Được vậy đó. Bao nhiêu người ôm con này rồi? Mình anh hả? Giặt chưa? Giặt rồi. Thơm lắm, anh xịt dầu thơm luôn á. Ok, tiếp. Mình lên trên chương trình của mình cầu cứu. Mình kêu đang độc thân, mình lên Facebook mình post. Thật ra tất cả những cái điều mà Dustin nói, Nu thấy nó rất là... Nu có bao giờ post? Skill kiểu... Không, không bao giờ Nu làm vậy chứ. Bởi vậy, thử đi. Có một năm post cái gì? Post một tấm hình kiểu mới tập gym xong đi. Thì vẫn thường post, bình thường. Và chỉ cần nói là officially single.
Bùa. Chỉ cần như vậy thôi là ta nói nổ đùng đùng đùng. Thông báo chính thức trên mạng xã hội là một cách để có người yêu nhanh nhất. Uống đi. Ok, thì sẽ câu sau phải viết. Trong 30 giây bạn liệt kê được bao nhiêu tư thế chụp ảnh thể hiện sự quyến rũ hoặc đáng yêu? Ai trước? Anh đi. 3. Mời. Đương nhiên. Hèn quá vậy. Thank you. Quyến rũ và đáng yêu đúng không? Quyến rũ và đáng yêu. Mình thấy trên mạng mấy bạn nữ hay chụp kiểu con Bambi á. Bambi là sao? Bambi là cái gì? Oh my gosh. Nhưng mà sao em không thấy nó đáng yêu chỗ nào vậy Dustin? Cho nữ giới. À. Không, nhưng mà ý là quyến rũ và đáng yêu là phải của mình chứ sao cho nữ. Ở đây không phân biệt trai gái. Không, anh cũng chụp vậy được mà. Oh my gosh. Tại anh không gửi cho em thôi. À. Rồi, go tiếp. Không mà cũng được, không sao đâu. Nói chung là gọi là Bambi dáng. Tư thế Bambi. Quyến rũ nữa là mình có thể chụp theo kiểu nằm ở trên bãi biển. Vậy là có tiền. Ừ. Vậy là thể hiện người có tiền rồi đó hả? Gì nữa? Phải tự tin. Cách nữa là mình có thể tập thể dục và chụp một cái động tác tập thể dục. Chụp thể dục. Ừ, đó, năng lượng mà healthy rồi, biết đâu sẽ có nhẹ nhại mồ hôi, quyến rũ. Tạp gọi là khách hàng kiểu giống như là thích những hình ảnh tập thể dục này. Rồi, hết ba cái rồi đó. Good. Ok. Em có biết không? Đó là những cách mà mình chống ế. Không phải là chu quá vậy. Ủa? Tự nhiên cái ly đó, không, tự nhiên cái ly đó nó chua hẳn luôn á. Gia vị của cuộc đời đó em. Đúng là chua cay mặn ngọt đầy đủ hết. Trong 30 giây bạn kể được bao nhiêu con vật bạn có thể nuôi làm thú cưng? 5 6 7 Phải mời em đi. Con chuột nè, con mèo, con chó, con heo, con bê, con nhện. Thôi ai nuôi nhện? 7 rồi, 7 rồi. Là em nuôi hả? Tức là có người nuôi. Ừ. Có khả năng có người nuôi. Bây giờ trên cuộc đời này có nhiều người. Giống như kể tiếp được cũng được nè. Chupacabra đó đại khái là vậy. Rồi có những con chẳng hạn như là con người nè. Ừ, đúng. Em có nuôi con người nào không? Không, em không có nuôi con người nào hết trơn á, em nuôi cha nuôi mẹ. Ok, chúc okay. Mừng em. Thank you, uống đi. Uống đi. Ok. Ủa, thực ra là anh nói đùa thôi. Câu cuối là phần thưởng. Ừ. Hãy cùng lắng nghe Bật Nến Podcast trên kênh Dustin On The Go cùng Núi Phước Thịnh nhé. Đến với topic cuối cùng nha, nỗi sợ, nỗi đau và những điều chưa nói ạ. Tại sao lại có topic này? Chỉ chính như hồi nãy anh chia sẻ từ đầu, lý do mà anh làm Bật Nến nó cũng xuất phát từ những cái vấp ngã, những cái tổn thương mà anh có và anh chưa bao giờ nói ra. Lúc nào anh cũng tươi vui tích cực, thì chỉ riêng có cái Bật Nến thì mới là một cái dịp để anh dám nói những cái tổn thương đằng sau của mình. Trong những tập trước, Justin cũng có nói về những nỗi sợ, những nỗi đau như là nỗi sợ bị bỏ rơi. Trong quá khứ có bao giờ bị bỏ rơi? Có, thất tình. Anh đã có một năm 2023 dừng lại không làm gì cả. Chúng ta bằng tuổi nhau đúng không Dustin? Chúng ta bằng tuổi. Chuyện đó là chuyện rất bình thường. Chúng ta có những cái khoảng thời gian mà nó giống như bóng tối, nó giống như là giông tố vậy đó. Có phải lúc những năm qua là em cũng... Dạ. Thật ra Nu không nói riêng bản thân Nu, mà Nu nói rất là nhiều những trường hợp của các bạn ở ngoài kia và cùng cái độ tuổi này hoặc là có thể trẻ hơn, các bạn cũng đã phải gặp lấy những cái biến cố này trong cuộc sống của mình. Biến cố nó không đợi tuổi, nó có thể đến với bất cứ ở cái khía cạnh nào của cuộc sống bằng cái điều này và điều khác thôi. Nu chỉ muốn hỏi Dustin là khi mà mình tỏa ra một cái nguồn năng lượng, khi mà đem đến những cái series mà nó chia sẻ hoặc là đem tới những cái series, giống như từ đầu Dustin có nói là Dustin mượn những cái series này, mượn những cái câu chuyện của những người khác để bộc bạch cái câu chuyện của mình. Tại sao không phải là sự chủ động để đem câu chuyện của mình tới với tất cả mọi người mà phải mượn câu chuyện của một người khác? Mình muốn có ai đó để trò chuyện. Nhưng nếu không có ai đó thì sao? Mình cũng đã từng một mình
ôm lấy những cái đó. Nếu không có một ai đó, chẳng phải mình sẽ gục ngã trước những điều đó sao? Có chọn gục ngã trước những điều đó không? Mình đã từng gục ngã. Mình đã từng nghĩ là mình bỏ nghề luôn á Nu. Đúng rồi. Nu có bao giờ nghĩ đến chuyện đó? Có bao giờ trong sự nghiệp mình đã nghĩ tới chuyện đó không? Có chứ, dĩ nhiên. Đến một đoạn dòng tố nào đó, nó như vậy nè, Nu sẽ gọi là thâu lược sơ qua để mọi người có thể hình dung ra những cái giai đoạn đó như thế nào. Mà trong xã hội hiện giờ có rất 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 nhiều những người ngoài kia, họ cũng đang trong những cái dòng tố và trong những cái bóng tối đó mà bản thân họ không biết. Chúng ta may mắn vì chúng ta biết, những người ngoài kia họ không biết. Và họ bị bóp nghẹt, siết chặt với tất cả những cái bóng tối và những cái cơn lốc đó. Nó rất là khủng khiếp. Và với Dustin thì 1 năm, nhưng với Nu thì tận 4 năm. Sau cái trận đại dịch đó, tất cả mọi thứ nó thay đổi về cái nhân sinh quan, nó thay đổi về tất cả mọi cái không gian bên cạnh mình. Chỉ đơn thuần mình tóm gọn vào một câu, đó là chúng ta không kịp trưởng thành về tất cả những sóng gió đó. Yes, nó ập đến một cách quá bất ngờ. Yeah. Nó để lại nhiều hậu quả, nó thay đổi mãi mãi cuộc sống. Mình không biết mọi người như thế nào, nhưng mà đối với mình nó thay đổi mãi mãi cuộc sống của mình. Có khi mãi chúng ta không thấy lại được hình ảnh một cái đứa bé trong người của chúng ta như vậy nữa. Chúng ta không thấy lại được hình ảnh của một Dustin hay một Nu Phước Thịnh hay một cá nhân nào đó trong những cái khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc. Ngày xưa mọi người vẫn thường nói có câu là sau cơn mưa thì trời lại sáng. Nhưng mà khi chúng ta ở trong cái dòng tố đó thì sau cơn mưa sẽ là một cơn mưa khác lớn hơn, hoặc là một trận dòng tố rất lớn. Nu ngày hôm nay ngồi ở đây để nói chuyện với tất cả mọi người, để bật nến lên và để có thể thắp sáng lấy cái niềm tin của chúng ta, thì bản thân mình cũng đã trải qua hết tất cả những cái cảm giác, hết tất cả những cái trải nghiệm đó rồi. Và có thể đây cũng chỉ là một điều chia sẻ nho nhỏ đến từ những cái sự trải nghiệm của mình. Không ai bắt chúng ta phải mạnh mẽ đâu. Sóng gió cũng chả chọn lúc chúng ta mạnh mẽ hay chúng ta yếu đuối mà đến đâu. Khi đó bản thân mình hãy dừng lại một chút, chậm lại một chút, nhìn nhận tất cả mọi thứ và thương lấy bản thân mình một chút. Đừng cố lết trong cái dòng tố đó để làm gì. Đừng cố gào thét cầu cứu để làm gì. Tại bản thân mình khi đó sẽ là lúc mình buông bỏ tất cả mọi thứ, để mình nhìn lại sâu bên trong mình rằng là mình đủ inner powers, một cái nội lực để mình có thể vượt qua được tất cả mọi thứ không. Khi bạn lấp đầy con tim của mình, lấp đầy cơ thể của mình bằng những cái nguồn năng lượng tốt, những cái nguồn năng lượng mà bản thân bạn sẵn sàng để vượt qua tất cả những điều đó, từ khắc dòng tố sẽ tan đi, chứ không phải bạn vượt qua được. Cảm ơn Nu. Dustin cũng đã làm như vậy á. Dustin để cho nó tự tới và đối diện với điều đó bằng cách nói ra luôn nè. Cho nên là mình luôn có một cái topic nỗi sợ, nỗi đau và những điều chưa nói để mình được chia sẻ với khách mời. Hy vọng họ cũng sẽ chia sẻ ngược lại cái nỗi sợ hoặc nỗi đau của họ đã từng có là gì, sống thật với nó. Mình sẽ chia sẻ trước. Nỗi sợ mà mình có là nỗi sợ bị bỏ lại trong cái showbiz này. Đặt cái topic đó lên bàn để chúng ta cùng bóc tách nó, để xem ai sợ ngay. Vậy Nu có nỗi sợ giống vậy không? Nu có nỗi sợ bị bỏ lại không? Có chứ. Mình rất sợ mình bị... Mình đã từng rất sợ. Có những giấc mơ nó rất là lạ lùng, thậm chí khi mà bước lên trên sân khấu, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay, nhưng khi quay lại, mình không còn một ai đằng sau lưng cả. Và điều quan trọng rằng là lúc đó cái hào quang, cái sự nể trọng của tất cả mọi người nó đã ở đâu. Nhưng khi lau những cái giọt mồ hôi trên trán đi và mình thức dậy, thì mình biết một điều rằng là khán giả của mình vẫn ở đó. Để Nu nói cho Dustin biết một điều rằng là 4 năm qua, cái tên Nu Phước Thịnh dường như nó ngủ đông rất là lâu, có một giấc ngủ rất dài. Nhưng thứ để nuôi nguồn cảm hứng, nuôi lấy cái tên Nu Phước Thịnh đó, để dung dưỡng cho cái tên Nu Phước Thịnh đó, chính là sự yêu thương của khán giả. Các bạn fan đó, họ làm clip, họ tương tác, họ khắp kích, họ làm đủ mọi thứ trên cái cuộc đời này, và làm cho mình cảm thấy nhiều khi giọt nước mắt mình rơi xuống là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, chứ không phải là giọt nước mắt của những sự hối tiếc. Họ cho mình thấy được những cái khoảnh khắc mình đã từng tỏa sáng như thế nào, mình đã từng thành công như thế nào. Nhưng không có nghĩa là mình sẽ không thành công nữa. Mình là tự hứa với mình sẽ thành công nữa, mình sẽ đạt được đến một cái đỉnh cao mới. Và tất cả mọi thứ đều fresh, không khí ở trên đó vô cùng đẹp và trong lành, để mà mình lại tắm mình vào trong cái tình yêu thương của khán giả. Đây không phải chỉ là một thắc mắc của riêng Dustin đâu,
mà mình nghĩ là thắc mắc của rất nhiều đồng nghiệp, anh chị em bạn bè là 60 anh trai đang làm mưa làm gió, mọi người đang chạy theo ánh hào quang ngoài kia nhưng không có tên Nu. Tại sao vậy? Một bật mí nho nhỏ đó là trước khi mà những chương trình anh trai của Việt Nam được tổ chức thì anh trai vượt ngàn trong gai, phiên bản Call Me By Fires của Trung Quốc đã đến trước và Nu đã được mời cách đây từ đầu năm rồi. Họ cũng muốn có một sự xuất hiện của một vị khách mời đến từ Việt Nam. Mình cũng đã từ chối, tại vì thật sự lúc đó Nu Phước Thịnh trong khoảng thời gian lúc đó vẫn còn đang loay hoay, vẫn còn chưa có sẵn sàng để thật sự trả lời cho những câu hỏi của bản thân, chứ đừng nói tới việc là sẽ tham gia vào một chương trình game show lớn của Trung Quốc. Lại một lần nữa cảm thấy may mắn khi mà mình cũng nhận được lời mời từ hai chương trình đó. Mình muốn đền đáp cái sự yêu thương của khán giả bằng chính những cái sản phẩm riêng của mình trước đã, chứ không phải là một hành trình đồng hành hoặc là một sự xuất hiện nào đó. Rất nhiều khán giả ở khắp Việt Nam chờ lấy sự trở lại của một mình Nu Phước Thịnh. Vì vậy cho nên mình phải dành cái sự ưu tiên đó cho khán giả của mình trước để mà mình có thể comeback. Còn sau lưng đó thì dĩ nhiên mình cũng sẽ sắp xếp thời gian của mình để mà mình có thể lựa chọn lấy một vài những cái chương trình mà nó mang tới những cái sự giải trí thật hay để mà mình tham gia, mình hòa mình vào ngay lập tức với cái không khí đang nhộn nhịp của showbiz lúc này. Quay lại với cái việc làm bản thân, cái nỗi sợ bị bỏ lại trong showbiz á, quan điểm của Nu Phước Thịnh đến đoạn thời gian này có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ để cho bản thân mình rơi vào thế chờ đợi nữa. Chúng ta liệu có nên chủ động để làm một điều gì đó, cho dù nó có là gấp rút thì chúng ta cũng sẽ nhào vào cuộc để chúng ta làm ngay. Và từ đầu trong cái trò chơi mà chúng ta có hai điều thật và một điều xạo thì ở trong đó có confirm lấy một cái điều thật. Concert thì vẫn sẽ là một lời hứa hẹn, một MV chính xác, nó sẽ là một sản phẩm comeback lập tức vào trong tháng 7 này, và sản phẩm này chỉ vừa mới được nhen nhóm vào tháng 6 thôi, thì lập tức là tháng 7 là sẽ phải ra ngay sản phẩm này. Cuộc đời nó là như vậy. Yes. Mình không sợ mình không có cơ hội, mình chỉ sợ rằng là đến khi có cơ hội mình không đủ khả năng mình làm thôi. Vì vậy cho nên khi mà mình cảm thấy mình đầy đủ năng lượng, mình đầy đủ tất cả những cái sự sẵn sàng rồi, 100% mình sẽ dốc hết tất cả những cái sức lực của mình để mà mình trả lời tất cả những câu hỏi của khán giả ngoài kia. Nhân tiện mình đã có được cái bật mí cho việc là tháng 7 này sẽ có một cái ca khúc comeback. Vậy theo Nu, như thế nào gọi là một sự comeback thành công đối với riêng Nu? Thước đo của Nu là gì? Lúc này đối với mình á, chỉ mong cầu á, tất cả mọi người có thể nhận được sự cảm ơn của mình với tất cả mọi người thôi. Chứ còn về cái sức lan tỏa của nó bao nhiêu hay cái sức thành công của sự comeback bao nhiêu, mình không muốn đặt nặng nó nữa. Là mình không muốn đặt mình vào một cuộc chạy đua nữa. Mình hòa vào trong cái guồng đua của showbiz. Nhưng ngoài kia khán giả đã biết Nu Phước Thịnh là ai, Nu Phước Thịnh làm được những gì. Họ chỉ chờ một câu trả lời từ Nu Phước Thịnh là chừng nào comeback. Okay. Lúc này mình chỉ muốn đưa một câu trả lời là mình đang chuẩn bị comeback, mình sẽ comeback. Còn về chuyện đường đua thì 30 chưa phải là Tết. Ok, tự tin. Ở ngoài kia mọi người đang trông đợi Nu Phước Thịnh, chứ không phải trông đợi quá nhiều vào một cái sự mới mẻ. Tại vì đôi khi mình lại cầm tù bản thân mình bằng những suy nghĩ đó để làm gì? Vậy Nu có sẵn sàng nếu như mà mọi người phản ứng ngược lại với những cái... Sẵn sàng. Để mà chuẩn bị cho dự án comeback lần này không phải chỉ một sản phẩm mà có rất nhiều những sản phẩm thay thế khác nhau. Để bản thân mình sẽ là người... linh hoạt trong cái chuyện mà, tại vì mình đang ở một cái công cuộc làm mới mình. Năm nay là 15 năm ca hát của mình. Mình sẽ kỷ niệm đó bằng một cái dấu ấn, một làn gió âm nhạc mới, một The New Me chẳng hạn. Thì mình nghĩ rằng là như vậy nó sẽ có những điều mà thú vị hơn với một Nu Phước Thịnh mà đã comeback mà lại sản phẩm cũ, hoặc là những cái hòa thanh, hoặc là những bản nhạc mà đã mọi người đã nghe rất nhiều rồi. Mình cũng sẽ cân bằng giữa thế mạnh của mình và thị trường âm nhạc ngoài kia để có một sự dung hòa tốt nhất, để khán giả vừa thấy một Nu Phước Thịnh với những cái thế mạnh, và bên cạnh đó khán giả cũng sẽ được nghe những sản phẩm mới hoặc là những cái làn gió mới mà mình tìm kiếm. Thật ra trong 4 năm vừa qua mình cũng loay hoay, mình cũng tìm kiếm cho bản thân mình một cái chất liệu mới, mình làm mới mình lên. Tại vì bây giờ âm nhạc của các bạn trẻ rất là hay. Trong những thời gian vừa qua mình cũng là người học hỏi và mình cũng lắng nghe rất nhiều từ Gen Z, New Generation, các bạn trẻ, và mình lắng nghe xem là thị trường âm nhạc ngoài kia như thế nào. Đúng là nó nhộn nhịp, đúng là nó rộn ràng, đúng là nó có rất là nhiều những cái sự sáng tạo và chất xám được đổ vào đó.
Nhưng mà để động lại, để cô động sẽ rất khó. Có phải là tất cả mọi người, đặc biệt là những người ca sĩ, làm nghề ca sĩ, đều cần có một cái là giọng hát trời phú thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn không? Nhiều yếu tố lắm. Đến cái sự phát triển này của xã hội mình không nói được như thế. Công nghệ phát triển, tất cả mọi thứ phát triển. Bạn cũng không cần phải là một người hát quá hay. Đúng rồi. Vậy hả? Rõ ràng. Có rất nhiều những cái bình luận than phiền các bạn. Thậm chí có rất ca thậm sĩ chí, hiện nay. Thậm chí có nhiều người đã có thực lực hát rất hay, nhưng khán giả vẫn không chấp nhận cái phong cách hả? Âm nhạc, không chấp nhận tư duy âm nhạc. Và thậm chí có những người hát không quá hay nhưng mà tư duy âm nhạc lại rất tiệm cận với khán giả. Và họ lại cập nhật ngay vào liền. Thì chúng ta đến với cái giai đoạn này của âm nhạc, chúng ta không nói được trước bất cứ một điều gì. Tư duy đó có thể là ngày xưa thôi. Một nghệ sĩ cần phải có một nền tảng âm nhạc vững chắc, cần phải có một sự tôi luyện, cần phải có một thực lực có nhất định. Nhưng mà đối với bây giờ, khi mà có quá nhiều sự hỗ trợ từ các công nghệ, một người nghệ sĩ mang tính giải trí hoặc là thì cũng không đòi hỏi quá nhiều những cái thực lực như vậy. Nhưng mà ngược lại, ngày nay thì có rất nhiều singer songwriter, họ có thể tự làm, tự sản xuất, tự viết. Nu có thấy đó có lẽ là một cái thế mạnh mà mình cần hướng tới không? Mình cũng đang học hỏi, mình cũng sẽ phải trau dồi, mình cũng sẽ phải nung nấu và tôi luyện bản thân mình để một lúc nào đó bản thân mình cũng sẽ được có một, biết đâu đó cũng sẽ có một ca khúc để mình trình làng do chính mình tự viết. Bạn đang nghe Bật Nến Podcast của Dustin On The Go. Và hương vị cuối cùng mà mình giữ lại đó là cây. Thì mình có một cái thử thách trong mỗi tập. Đó là kẹo cây. My gosh. Khách mời và Dustin mỗi người một cục. Nếu như nó cay đối với bạn thì bạn hãy nói một điều bạn muốn thay đổi bản thân. Nếu nó không cay, bạn nói một điều bạn thích nhất ở đối phương, bất kể điều gì. Là chỉ có khách mời ăn thôi? Cả hai. Ok. Là giờ đó là đưa lên là cái bóc thôi đúng không? Ừ. Sốc kiểu đó làm gì nó ra được một viên cay? Không, nó ra bất kỳ. Chia. Cái mặt anh méo là đít liền. Uống đi, uống đi. Gian quá. Gian chỗ nào? Mình tên Phúc chứ mình không tên Gian. Cay. Cay không? Cay. Cay mà sao mặt bình thường quá. Mình không có sống thôi, không có giấu. Bạn nói trước được một điều bạn muốn thay đổi bản thân đi. Mình muốn sống cho mình nhiều hơn. Sớm hơn. Và không sống cho người khác quá nhiều. Bây giờ là muộn á hả? Không những muộn mà nó vẫn còn đang tiếp diễn. Bây giờ mình cũng sống cho bản thân mình nhưng mà nó không quá nhiều. Ai cũng sẽ mong cầu một điều như vậy. Đến lúc một chặng đường nào đó hãy cứ tin luôn đi. Các bạn sẽ nhận ra được một điều là bạn sẽ mong muốn hơn bao giờ hết. Mình được sống cho bản thân mình. Ước gì mình đã sống cho bản thân mình nhiều hơn. Thay vì mình ước thì mình cứ làm đi. Mỗi người mỗi tính. Mỗi người mỗi tính. Có nhiều người họ không từ bỏ được cái con đường. Họ vẫn lao đầu vào sống vì người khác. Đó là tại sao hồi nãy có cái câu là chưa sẵn sàng rời bỏ cái hào quang. Đến bây giờ mình vẫn sẽ sống vì mình và vì mọi người. Nhưng mà vì mình thì ít mà vì mọi người thì nhiều. Mọi người cảm ơn Nu. Còn anh thì điều anh muốn thay đổi nhất là những cái rào cản của anh đối với gia đình. Tại sao anh vừa mới nói là anh thần tượng một cái nhân vật ở trong gia đình, rồi bây giờ lại muốn thay đổi rào cản, có nghĩa là sao? Cái dùng cái từ thần tượng mà mình mới thấy mình bị xa cách với gia đình á. Ồ thế. Dạ, yeah, mình luôn thấy họ giống như là bậc thánh vĩ nhân hơn là một người bạn. Ồ. Một người thân. Và cái rào cản đó để dành cho ông hay là dành cho những người gia đình xung quanh? Tất cả. Vậy đó là lý do vì sao lúc nãy Dustin hỏi Nu là Nu có thần tượng những người trong gia đình mình không? Thì câu trả lời của Nu đó là Nu yêu thương tất cả những người xung quanh gia đình mình, còn thần tượng thì không. Đó, đó chính là cái khác biệt của tụi mình đó Nu. Mình muốn gia đình thấy con người thật của mình nhiều hơn. Muốn kể những câu chuyện tình yêu của mình gia đình nhiều hơn. Sẽ đến một giai đoạn, một lúc nào đó khi mà mình đủ cái inner power, mình sẽ cảm thấy cái vấn đề đó sẽ trở thành nhẹ nhàng. Và mình sẽ có thể thoải mái để nói nó ra với tất cả mọi người.
và đó là bật nến. Anh rất là cảm ơn Nu và ekip đã đến chơi cùng với Dustin, đã bật nến cùng với Dustin on the go. Rất cảm ơn Dustin, cảm ơn tất cả mọi người của Bật Nến vì những câu chuyện ngày hôm nay. Nu hy vọng rằng sự chia sẻ rất là thú vị, cũng như là những cái chia sẻ mà nó rất là hữu ích để mình có thể nắm lấy như một cái nền tảng nhỏ nhỏ để mà chúng ta có thể tiếp tục đối diện với rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn và biến cố trong cuộc sống của chúng ta. Chúc mọi người luôn luôn vững tâm và mạnh mẽ nhé. Dustin, rất là cảm ơn La Bella Cafe and Lounge đã cho Dustin và Nu có một cái không gian ấm cúng riêng tư và rất thư giãn cùng với lời trà chiều, và hy vọng là sẽ gặp lại mọi người ở trong Bật Nến vào đêm sau. Bye bye. Bye bye. Thôi. Bye.